TV Xiaomi dùng có thật sự tốt, thử xem nhá. Đây là món quà cưới của thằng bạn thân mình tặng mình lúc đi lấy vợ, một chiếc TV Xiaomi 65 inch. Nhưng sau 2 năm sử dụng thì mới đây nó đã bị hỏng như thế này. Chán, test thử nhân phẩm. Tuy đã hết thời gian support nhưng mình đã thử nhắn tin xem sửa chữa thế nào. Lúc đấy đã xác định là mất một khoản kha khá rồi. Thế mà anh em biết không, báo là sửa được mà lại không mất bát phở nào anh em ạ. Sao cái số mình nó cứ đỏ đỏ trong khoản service thế nào anh em ạ? Uy tín thật đấy. Sau 3 ngày thì TV đã quay trở lại bình thường. Nói một chút về nó, viền mỏng quyến rũ, 4K nét căng đét, tần số quét 60Hz, xem phim chơi game giải trí con này thực sự rất là sướng. Đặc biệt là trong phân khúc giá này thì mình chỉ có thể mua được 50 inch trở xuống của Samsung hay Sony mà thôi. Chưa kể là sự đồng bộ của hệ sinh thái Xiaomi, ví dụ như tắt bật hoặc xem thông số của máy lọc không khí, hay có thể xem camera wifi mà không phải cài đặt gì cả. Nhiệt kế, cân thông minh đều có thể xem ngon lành. Có lẽ nhược điểm của nó nằm ở giao diện tiếng Trung, do hiện tại chỉ có hàng sách chân, nhưng có thể khắc phục được bằng các phiên bản launcher chạy tiếng Anh khác. Tóm gọn lại, to, nét, đa năng, service tốt, chấm điểm, uy tín. Yes.